Đố giống xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Mẹ Teresa sẽ được Vatican phong thánh vào ngày 4 tháng 9. Đấu súng ở Chicago nghi can thiệt mạng ba cảnh sát bị thương và nổ súng trong vụ bô ráp ở Brussels, sau đây là phần tin chi tiết. Đức Giáo hoàng Francis hôm thứ hai loan báo, Mẹ Teresa sẽ được phong thánh tại một buổi lễ vào ngày 4 tháng 9 năm nay. Mẹ Teresa nổi tiếng vì một đời phụng sự cho người nghèo. Bà thành lập những nơi tạm trú cho người vô gia cư, các trại mồ côi, các trại cung cấp thực phẩm và các trung tâm chăm sóc y tế trên khắp thế giới. Tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo hoàng Francis đã dọn đường cho tiến trình phong thánh cho mẹ Teresa khi ngài chấp thuận cho một đạo dụ công nhận một phép lạ thứ nhì được cho là do phước của mẹ Teresa. Tòa thánh Vatican cho rằng mẹ Teresa đã cứu giúp và chữa lành một người đàn ông Brazil bị biếu ở não bộ hồi năm 2008. Bước đầu tiên hướng tới việc phong thánh cho mẹ Theresa diễn ra vào năm 2002, khi một phụ nữ Ben gan bị bệnh lao và ung thư được chữa lành do ơn phước của mẹ Theresa. Mẹ Theresa, một nữ tu người Albania, ra đời năm 1910 nhưng cư ngụ tại Ấn Độ trong phần lớn cuộc đời của bà. Bà thành lập một dòng tu tại đây được gọi là dòng thừa sai bác Ái. Mẹ Theresa qua đời tại Ấn Độ vào năm 1997 sau khi được trao tặng giải Nobel Hòa Bình và trở thành một nhân vật quốc tế được mọi người yêu mến. Một vụ đấu súng ở Chicago giữa cảnh sát và một nghi can trong một cuộc điều tra ma túy tại khu vực Westside đã khiến nghi can này thiệt mạng và ba cảnh sát viên bị thương. Bác cảnh sát viên này được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Stronger Hospital vào khuya ngày thứ hai với các vết thương được cho là không nguy hiểm tới tính mạng. Vụ chạm súng xảy ra trong lúc một số cảnh sát viên đang điều tra các hoạt động buôn bán ma túy trong khu dân cư tại Hoffman Square. Cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà có hành động khả nghi nên tiến đến gần để xem xét hai người kia bỏ chạy nên cảnh sát rượt theo người đàn ông chạy vào khu vực giữa hai tòa nhà và nổ súng bắn về hướng cảnh sát làm ba người trúng đạn một cả cảnh sát viên bắn trả làm nghi can thiệt mạng người phụ nữ kia cũng bị bắt sau cuộc rượt đuổi và bị tạm giữ để thẩm vấn cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của hai người này và cho biết họ tịch thu được một khẩu súng lục của nghi can bị bắn chết tại hiện trường thị trưởng ram emmanuel và quyền giám đốc cảnh sát trưởng john escatan đã đến thăm các cảnh sát viên bị thương tại bệnh viện Lực lượng an ninh Bỉ đang truy tìm ít nhất hai người đàn ông sau khi cảnh sát bị bắn tại một cuộc đột kích chống khủng bố ở thủ đô Brussels. Ba cảnh sát đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Những con đường ngoài ô khu forest đã được phong tỏa. BBC đưa tin tại hiện trường nói rằng đã có thêm các cuộc nổ súng liên tiếp. Cuộc đột kích này có liên quan đến các cuộc tấn công tại Paris đã làm chết 130 người vào tháng 11 năm ngoái. Tổ chức ISIS đứng ra nhận trách nhiệm cho những vụ tấn công này. Sau sự việc hôm thứ ba, cảnh sát nói họ đang truy đuổi ít nhất 2 nghi can trốn chạy qua nóc quắc tòa nhà. Ông Eric Van Der Sip, người phát ngôn cho công tố viên liên bang, nói với hãng thông tấn AFP rằng cảnh sát đã bị bắn trong cuộc đột kích vào chiều thứ ba. Ông này nói thêm cuộc đột kích có liên quan đến việc điều tra cuộc tấn công ở Paris. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve nói rằng cảnh sát Pháp cũng đang tham gia vào cuộc đột kích ở Brussels. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày tới.